trong thời gian ngắn hơn 3 tháng thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý là 18 vụ và đã xử lý rất là nghiêm đối với những cái vi phạm trong việc sử dụng cái chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong thời gian tới thì Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo các đơn vị và công an các địa phương và lực lượng cảnh sát môi trường tập trung thực hiện tốt một số cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là chúng tôi phải phối hợp và làm tốt công tác tham mưu để tuyên truyền, giáo dục về mặt pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, cho cộng đồng và đặc biệt là những người sản xuất để nhận thức rõ về trách nhiệm pháp luật, trách nhiệm trước cộng đồng để trong cái việc sản xuất kinh doanh đảm bảo cái đúng các quy định pháp luật, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu và phối hợp tham mưu làm tốt cái việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, đặc biệt là đối với việc xử lý hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối trong lĩnh vực mà an toàn thực phẩm, trong lĩnh vực y tế, trong lĩnh vực chăn nuôi. Cái thứ ba là chúng tôi phải làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và tham mưu để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong cái cuộc đấu tranh này.